Hello anh em, chào mừng anh em đến với lại kênh Siêu Cổ Quát của em. Thì em đang ở thành phố Vinh, kết hợp với lại review đồng hồ, giới thiệu đến cho tất cả các anh em mình clip này. Một chiếc Etina, đây, đồ xưa nha. Một chiếc Etina đồ xưa, cơ chế là máy automatic, cực kỳ đẹp luôn. Thì em sẽ quay cái máy ở cuối clip và em sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Anh em thành phố Vinh có gần gần thì cà phê với em nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh em. Đây, giới thiệu đến tất cả các anh em một chiếc Etina Matiz, logo là dấu 5 dấu chấm. Đây. Chiếc này thì nguyên zin nha. Mặt kiểu làm sớ nè, có được một ô cửa lịch là thấy ngon rồi. Cơ chế là máy automatic nha, rất là đơn giản. Đường kính của chiếc này là size 34.5, thì thích hợp cho anh em nào tay nhỏ tay vừa. Đồ xưa thì size này là ngon rồi nha. Còn anh em nào mà thấy size nó bé quá thì mình nên chọn những cái chiếc đồng hồ đời mới sau này thì nó sẽ to, nút zin có 5 chấm nha, chưa nguyên zin, chưa xì ba đánh bóng. Đây, thì em muốn để nguyên zin, còn anh em muốn hỗ trợ đánh bóng thì em hỗ trợ. Mã số khác đầy đủ hết nha. Cơ chế là máy auto rất là đẹp. Thì xíu nữa em sẽ quay cái máy cho tất cả các anh em mình xem. Thì chiếc này là em đang giao lưu là 4 triệu 8. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Những chiếc như thế này, các anh em lên trên mạng bấm những chiếc như thế này đó, thì nó ra liền à. Quan trọng chiếc Etina thì nó có nhiều dòng, nhưng mà cái dòng của máy này thì nó cao cấp, cho nên là giá bán thì nó cũng phải cao xíu. Rồi, để em quay máy cho tất cả anh em mình xem. Thì nắp đáy phía sau khắc đầy đủ nha. Bên ngoài không khắc, nhưng mà ở bên trong lại khắc chữ Etina Swiss. Và đây là bộ máy của em nó. Phải nói là đỉnh. Đó. Phải nói là đỉnh nha. Cái búa nè, lấp lánh, lấp lánh luôn nha. Cái búa nè. Đó, anh em xem đi. Bộ máy này thì nó đáng với cái đồng tiền đó. Thì anh em mình cứ nghiên cứu giá thị trường, thấy ở đâu đẹp, hợp lý, giá cả ngon lành, uy tín thì mua nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh em, 4 triệu 8 cho chiếc này.